nhà mình phải mát. À, trời đất ơi, khó chịu vô cùng luôn đó Trinh. Anh nói thiệt, không lẽ là đầu chương trình mà anh em mình lại để thể hiện cái cảm xúc là phải nói rất là bực bội luôn á. Không biết là ở quý vị, có quý vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là thấy là dạo này nó quá nóng luôn á. Quá nóng anh. Em đồng ý với anh không? Mà mới bắt đầu tháng 3 thôi nhưng mà em thấy là nóng, nóng một cách giống như là mình khủng khiếp, không thể hình dung nổi luôn quý vị. Mà bình thường á, em thấy là sau Tết thì cũng còn mát mát dễ chịu. Nhưng mà cái năm 2021 này á, là ngay từ những ngày đầu tháng 3 đó quý vị. Nắng nóng mà khiến mình đi ngoài đường á, là mình cảm thấy là vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng mà anh nghe nói nha, ở những tỉnh thành khác, ví dụ như cô chú nào mà ở Hà Nội nè, thì thời tiết nó cũng đang nóng dần hơn. Và nóng hơn hẳn so với những năm trước luôn nha. Đúng, chưa kể những cái tỉnh thành ở miền Trung, thậm chí là miền Tây qua cũng nóng lắm miền em Trung ơi. Và những tỉnh thành nào mà nóng mà có độ ẩm nữa thì cái đó mới khó chịu nữa. Chính xác. Kỳ. Và em thấy là những ai mà có người nhà mà lớn tuổi á là sợ cái thời tiết này lắm. Bởi vì là cái tỷ lệ mà đột quỵ nè và nhập viện luôn đó nha, là tăng cao trong cái điều kiện thời tiết nó đang nóng bức và nó oi ả như vậy đó quý vị. Và Trinh thấy rằng là không chỉ người lớn tuổi đâu. Ví dụ như em thấy là những ai mà ví dụ thường xuyên đi ở ngoài đường đi ha, công việc của mình di chuyển liên tục mà anh thấy đi bây giờ cây xanh thì ngày một ít hơn, mà bê tông hóa thì ngày càng nhiều. Công trình xây dựng nhiều nè, chưa kể là đường á, đường nhựa đó nha, cái nắp nó hắt lên nữa, là mình đang đi ngoài đường mình thấy là cái người mình nó nóng hổi luôn, rất đúng là rồi. Mệt luôn á, rất là mệt, khó chịu anh, lắm. Anh nói thiệt nha, cái yếu tố mình mệt về sức khỏe thì không nói nha, nhưng mà nhất là chị em phụ nữ, cái này không phải nói xấu chị em phụ nữ nha, hôm nào á nha mát mẻ thì không sao, chứ hôm nào mà tao nói về tới nhà đi làm đã mệt rồi nha, về tới nhà mà nóng một cái nữa thì em biết hậu quả của những ông chồng và những đứa con sao rồi đó. Trời là phải chấp nhận cái việc là những chị em phụ nữ là cái mặt không cười nổi luôn. Không biết là quý vị nào đã có từng có trải nghiệm giống như Trinh chà, đi làm về quá mệt, bắt đầu là thấy bình sữa của con chưa rửa, là bắt đầu nhà cửa chưa dọn dẹp, là mình biết là mình phải làm đấy vì mình không có người giúp đỡ nhiều, nhưng mà mình quá là mệt mỏi trong cái tâm trạng đó quý vị, cho nên là mình làm mình không hề vui vẻ gì hết, và sau đó mình ăn cơm không có vui luôn. Nên là cái vấn đề mà nóng đó, quý vị, nắng đó, quý vị, nó ảnh hưởng không chỉ là về cái sức khỏe của mình đâu mà còn về sức khỏe tinh thần, tâm lý nữa, đúng không anh? Đúng rồi đó. Nhưng mà thật ra mà nói, hôm nay á chúng tôi mở đầu là những cái vấn đề để mà chia sẻ cho quý vị về cái việc nắng nóng nó đang diễn ra như thế nào, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới quý vị nhé. Thì tất nhiên khi mà chúng tôi đã nói vấn đề, chúng tôi phải đưa cho quý vị một cái giải pháp. Nhưng mà cái giải pháp ngày hôm nay sẽ là một cái giải pháp mà Hồ tin rằng á là tất cả những gia đình Việt Nam, gia đình nào cũng phải có quý vị nha, cũng phải có, đã có, đang có và chắc chắn là sẽ có. Nhưng mà liệu rằng là những cái quạt mà quý vị đang theo dõi đó, là cái sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị giới thiệu cho quý vị đó, quý vị nhìn là một cái mình nói là sao ta, cái quạt nó quá truyền thống rồi phải không? Đúng, nó rồi, quá đúng, quen thuộc với người Việt Nam của mình rồi, nhà nào cũng phải có. Đúng rồi, mà em thấy là từ thành thị cho đến là nhà của ông bà mình ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn nha, là những cánh quạt truyền thống như vậy nó đều phải có rồi. Đúng nhưng rồi. Mà nó có một cái điều thực tế em thấy như vậy nè, là thấy là nó vẫn còn dùng được, nên đôi khi á là nó bị quay, nó kêu cái tiếng rồi cạch rồi nha, cái lõi đồng ở bên trong quý vị nó đưa ra bên ngoài luôn đó. Rồi cái phần á, cái lớp bên ngoài là bao gồm những cánh quạt, cái nan quạt là quý vị, là nó bị hư đó quý vị, tức là không có thay mới, để luôn cánh quạt ở trong thôi. Sợ lắm, mà nhiều nhà như vậy lắm, mà nhà nào mà có trẻ em thì xin khuyên quý vị nha, chúng ta thay đổi đi, mình đừng có để những cái chiếc quạt cũ như vậy nữa, nó vừa không có thẩm mỹ mà về lâu về dài mình dùng á nó lại càng nguy hiểm nha quý vị. Đúng rồi. Mà quý vị biết rồi đó, hôm nay là một cái cơ hội để cho quý vị thay đổi nè. Tại sao? Tại vì hôm nay á chúng tôi đem đến cho quý vị một cái quạt mà phải nói là nó quá sang, nó quá đẹp quý vị nha. Không biết là nếu như bình thường á quý vị đi ra bên tiệm điện á hoặc là những siêu thị á, quý vị có bao giờ quý vị mua được một cái cây quạt đứng hoặc là một cái quạt treo tường mà nó sơn cái màu mình nhìn một cái là mình đã ưng ý rồi. Rồi khi mà mình nhìn vào những cái cánh quạt của nó đó quý vị, là mình sẽ thấy là cái cánh quạt màu xanh cũng rất là đẹp mắt, rất là nhã nhặn nữa. Rồi thêm nữa là gì quý vị biết không? Cái tốc độ quạt, ôi, tốc độ quạt này rất mạnh quý vị nhé. Và một cái điều này nữa mà Hồ xin lưu ý với mọi người nè, bao giờ cũng vậy, là những cái sản phẩm mà thế hệ mới đó, nó có rất nhiều những cải tiến, trong đó cái cải tiến lớn nhất đó là gì? Tiết kiệm điện quý vị nha. Đúng rồi ạ, không chỉ tiết kiệm điện đâu mà em thấy nó còn tiện lợi lắm. Quý vị ơi, quý vị thấy là cái hình ảnh này có quen thuộc không quý vị? Đối với nhà nào mà có trẻ nhỏ hoặc là chúng ta ở những cái khu vực á mà nó có nhiều côn trùng, nhiều muỗi đó quý vị, thì mình có một cái mùng như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn xem nha, trên tay của Trinh á là cầm cái chong chóng lớn như thế này, và chưa kể là một loạt chong chóng ở đây luôn, mà nhờ có quạt Dustin ở đây nè quý vị ơi, với cánh quạt to và năm cánh quý vị nhá, xoay đều và không hề tạo ra tiếng ồn. Đồng thời cái lưu lượng gió đó quý vị, mình nó có điều chỉnh được ba cái tốc độ khác nhau. Đó, cho nên là bây giờ nè, mình thấy nó vẫn mát mẻ lắm, nó hiu hiu rất là dễ chịu luôn anh Hồ. Nên là em thấy nha, có quạt Dustin mình để đây, quạt đứng hoặc là quạt treo tường ở trên cao, rồi cái buổi tối mình nằm mình ngủ cả một đêm như vậy, tiền điện không có nhiêu tiền hết mà ngủ lại ngon.
ngon rồi. Tại vì với lại biết sao, ông bà cha mẹ của mình á, có những người ví dụ như nhà anh đi đâu thích nằm máy lạnh đâu em. Đúng tại rồi. Vì ba anh mà hay là mẹ anh nằm mà nằm máy lạnh á, cái cảm giác là như hay bị ảnh hưởng bị viêm xoang đó, cứ phải là có một cái quạt như thế này nè. Đúng sáng rồi. Nực cũng lôi ra, rồi trưa nực cũng phải lôi ra, tối nằm ngủ nực quá cũng lôi ra quý vị nhé. Thì rồi, thật ra mà nói với cái quạt này á, chúng tôi cũng sẽ không nói nhiều về cái tính năng của nó nữa, nhưng mà chúng tôi cũng muốn thể hiện một chút xíu, có một cái thí nghiệm chút xíu để cho quý vị thấy rằng là cái tốc độ của cái quạt này nó mạnh như thế nào. Và chắc chắn rồi, nếu như mà chỉ nói không không thôi đó thì quý vị không cảm nhận được cái tốc độ của nó ra làm sao. Bây giờ họ sẽ bật quạt lên và chúng tôi sẽ có chuẩn bị cái đá khói ở bên dưới, thì quý vị sẽ nhìn đó, cái luồng khói nó phun ra là như thế nào nha. Đó. Wow. Quý vị thấy không nè. Đó. Nó đi cái hơi nó xa luôn á nha quý vị nha. Cái này là số nhỏ thôi nha. Bây giờ họ sẽ tăng lên cái số thứ hai nè. Đây. Cái lưu lượng gió nào đó nhiều hơn quý vị. Số thứ ba nè, quý vị rồi, nhìn là số thứ ba này nha. Đây. Nhanh nhất và lớn đó. Nhất luôn. Wow. Quý vị thấy không? Rồi nha. Đó, thì vậy thì ha. Rồi đúng bây giờ họ sẽ tắt nè. Đó. Đó. Wow. Trinh ơi, em thấy ông khói tới em luôn rồi đó. Tới bên đây luôn. Và đây đúng là rồi. Một cái trải nghiệm bằng đá khói mà mình thực hiện trực tiếp tại luôn phim trường của VTV Hyundai đó quý vị. Để chi? Để quý vị chúng ta thấy được đó là ở nhà của mình á, khi mà quý vị sử dụng cái chiếc quạt Dustin này là quý vị ơi, thì mình sẽ có được cái hơi gió, cái luồng gió nó đi xa như vậy luôn đấy ạ. À. Và ngày hôm nay quý vị có biết không ạ? À, mình có đến hai sự lựa chọn luôn. Thứ nhất là mình có một chiếc quạt đứng như thế này nè. Đó, công suất chỉ là 50W thôi, rất là tiết kiệm điện quý vị nha. Quạt đứng như vậy cực kỳ gọn nhẹ luôn quý vị, nên chúng ta có thể là đi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác đến hồ, và chúng ta chỉ cần mua sắm rất là tiết kiệm ngày hôm nay một quạt á, mức giá cực kỳ ưu đãi. Nhưng mà Trinh nghĩ rằng combo này hấp dẫn hơn nè. Đúng mình rồi. Có một quạt đứng, một quạt treo thì mức giá nó còn tiết kiệm hơn rất nhiều cho quý vị luôn. Đúng rồi nha, Hồ xin báo giá lại một lần nữa nha. Rồi. Tức là nếu như mà quý vị mua riêng lẻ từng cái đó, có thể là cái quạt đứng hoặc là có thể là cái quạt treo tường, thì cái mức giá của nó là 399.000 đồng cho một cây quạt quý vị nhé. Và chúng tôi cũng bảo hành 12 tháng cho từng sản phẩm. Đúng rồi. Nhưng nếu như quý vị lựa chọn là một combo bao gồm là một cây quạt đứng và một cây quạt treo tường như thế này thì mức giá là 700 bao nhiêu ạ? 739.000 đồng quý vị nhé. Chúng tôi bảo hành 12 tháng cho quý vị và xin lưu ý là giao hàng miễn phí cho quý vị. Mà quý vị biết rồi đó, cái việc mà giao hàng miễn phí đã là một cái lợi ích rất là lớn đối với khách hàng tiêu dùng của VTV Hyundai rồi. Nếu mà nói riêng về cái quạt ngày hôm nay thì Hồ xin lưu ý với quý vị điều này: lưu lượng gió mạnh quý vị nha, 77.5 m³/s, nó sẽ nhanh chóng làm mát khắp phòng của chúng ta. Đúng rồi, và bên cạnh đó đó quý vị thấy là khi mà chúng ta có một cái lưu lượng gió như vậy đó thì mình để quạt ở đằng xa thôi mình mới cảm thấy là mát mẻ dễ chịu, cùng với cái động cơ là lõi đồng quý vị nha. Mà lõi đồng thì quý vị biết không, nó rất là bền bỉ luôn nha, và nó hoạt động không gây tiếng ồn. Thay vì á, bây giờ mình trở về nhà mình nấu ăn nóng lực, ông xã của mình á, làm việc cũng không có tập trung, các con của mình á, khi mà học bài cũng cảm thấy là mồ hôi nhễ nhại rất là mệt mỏi. Mà những ngày đầu tiên của tháng 3 thôi đã nắng nóng như vậy rồi, thì những lúc mà cao điểm của nắng nóng vào mùa hè trên cả nước thì em nói thiệt với anh Hồ là nó còn nóng cỡ nào nữa. Đúng rồi, mà nói thiệt cứ nóng là mình nghĩ tới quạt, nóng là mình nghĩ tới quạt, quý vị có đồng ý với Hồ hay không? Thay vì á, thì mình cứ để cho cái việc mà học hành của các bé này ảnh hưởng như thế này nè, cái việc mà chị em phụ nữ mà làm nội trợ rồi nhiều khi là nóng nực, rồi cái không gian trong phòng của mình á nó cũng bức bối, thì mình nên sắm ngay một cái quạt như thế này để mà ví dụ như mình cần cái là mình mở lên liền, nó rất là tiện quý vị nha. Và nếu như mà gia đình chúng ta đó mà nghĩ rằng là có cái quạt thì nó làm giúp gia đình mình cái điều gì ta, chắc chắn rằng là gì, bớt cáu gắt hơn, mà bớt cáu gắt hơn thì sẽ hạnh phúc hơn. Đúng rồi, và Trinh thấy rằng là cái điều mà chúng ta mong muốn nhất khi mình đi làm, mình trở về nhà là gì quý vị, hoặc là khi mình thức dậy sau một cái đêm ngủ hoặc là ngon là gì quý vị, là tâm trạng thật là tốt, được một tinh thần thật là khoan khoái, đúng không quý vị? Đôi khi á, niềm vui hạnh phúc lớn chỉ là điều rất là nhỏ thôi, là sức khỏe của cả nhà mình tốt lên nè, là giấc ngủ được trọn vẹn nè, là một cái không gian nó mát mẻ và dễ chịu, đồng thời là cái chi phí tiền điện nó cũng tiết kiệm cho nhà mình nữa quý vị nhé. Xin biết là những chiếc quạt như thế này nó cũng quen thuộc lắm rồi, nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình lại có cơ hội đồng hành cùng VTV Hyundai sở hữu combo như quý vị? Nếu như chúng ta có một quạt đứng của Dustin nè, thêm một quạt treo tường nữa, thì cái mức giá cho hai cái sản phẩm này nó quá là hấp dẫn luôn. Đúng rồi. Nó giao về tận nhà mà mình giao hàng cồng kềnh như vậy đó anh Hồ, nhiều khi bên ngoài thì tốn tiền lắm nha. Cao lắm nha. Chắc nhưng cùng VTV Hyundai thì mình được giao hàng miễn phí luôn tại nhà. Đúng rồi. Tại vì bên ngoài họ tính là họ tính theo phí mà. Đúng rồi. Mà bây giờ em mua hai cái quạt này là cái trọng lượng của nó rất là nặng, nên là cái tiền tiếp không đã là hơn 100.000 rồi đó quý vị. Nhưng mà hôm nay cùng với VTV Hyundai chúng tôi gửi cho quý vị một cái chương trình, đó là hè tươi bất tận, ưu đãi hấp dẫn dành cho dòng quạt đứng và quạt treo tường của thương hiệu là Dustin quý vị nhé. Nếu như quý vị mua một cái quạt mà thôi, đứng cũng vậy mà treo tường cũng vậy, thì cái mức giá là 390
99.000 đồng. Chúng tôi bảo hành 12 tháng cho quý vị. Nhưng họ vẫn hướng cho quý vị lựa chọn là cái sự lựa chọn mình mua một cái combo bao gồm quạt đứng và quạt treo tường. Thì cái giá cực kỳ ưu đãi quý vị ơi, chỉ có 739.000 đồng mà thôi. Chúng tôi giao hàng miễn phí cho quý vị nữa và bảo hành 12 tháng nữa quý vị nha. Vâng thưa quý vị, và bên cạnh đó thì quý vị quan sát thấy không, cái lòng quạt thiết kế chắc chắn lắm nha. Cái lan quạt nó đang khít với nhau và nó thẩm mỹ lắm luôn. Và đồng thời sao ạ, nó hoạt động an toàn cho cả nhà của mình. Bây giờ đó, ngày hè thì phải mát dịu, mà bây giờ đó quý vị không có quạt Luxton đó thì mình thật sự khó khi mà có cảm giác dễ chịu quý vị nhé. Năm cánh quạt, đường kính mỗi cánh là 40cm quý vị ơi. Lưu lượng gió lớn và đa tốc độ gió tùy chọn theo nhu cầu của mình luôn. Từ cái thiết kế, cái phần quạt đứng đó anh Hồ, nó không có phải là nó mỏng manh, nó chông chênh đâu. Đúng mà rồi. Cái phần khung tròn như vậy đó quý vị, nó tạo được cái sự chắc chắn luôn. Từ đúng, cái phần thân nha quý vị, ra đến cả là cái phần lồng quạt, rồi cái phần cánh quạt ở bên trong và các cái lõi đồng ở bên trong, nó tạo cái sự bền bỉ trong quá trình sử dụng nữa đó. Đúng rồi, tại vì thật ra mà nói, nếu như thương hiệu Luxton đó quý vị, là một thương hiệu mà rất nhiều khách hàng đã yêu mến và đã tin dùng. Và đặc biệt đối với cái dòng quạt của Luxton đó, là nếu như mà quý vị nào mà hay đi ra những cái tiệm điện á, hoặc là siêu thị điện máy đó, là quý vị sẽ thấy rằng là thương hiệu Luxton là nhiều lắm. Và cái giá đó nha quý vị, là chắc chắn là cao hơn ở bên Hyundai đó nha. Nhưng mà hôm nay á, chúng tôi gửi cho quý vị một cái mức giá vừa hợp lý nè. Và chúng tôi có những cái chế độ cho quý vị này, giao hàng miễn phí cho quý vị nếu như quý vị mua một lần là một combo bao gồm là hai quạt, một quạt đứng và một quạt treo tường. Thì tại sao mà hôm nay á, nếu như mà gia đình nào mà chúng ta thấy rằng là cái quạt mình quá cũ rồi, đổi liền đi quý vị, mà mình thấy rằng là nhà mình mới sửa sang thêm một cái phòng nào nữa cũng cần một cái quạt như thế này, mua đi quý vị. Tại vì bình thường quý vị mua một quạt là bao nhiêu ạ? Cũng phải là vài trăm ngàn. Hôm nay chỉ có 300 mấy mà thôi, mà chính xác là 399.000 đồng. Còn nếu như mà quý vị lựa chọn đó là vừa quạt đứng và quạt treo tường luôn, tức là hai quạt, thì sẽ có mức giá ưu đãi là 739.000 đồng. Nhưng chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí và toàn quốc cho quý vị nha. Mà lấy phần tóc của mình hong khô tự nhiên với cái gió của cái cánh quạt Luxton này đó quý vị. Đúng rồi, mình đắp mặt nạ, mình dưỡng da, mình trò chuyện cùng với nhau mà cái không khí đó quý vị nó mát mẻ, nó dễ chịu như thế này nè. Đó, nó xua tan đi cái sự nóng nực ở bên ngoài. Thì quý vị có thấy thích hay không ạ? Đó chính là lý do mà Trinh thấy rằng là tại sao có rất nhiều gia đình nha, sắm cái gì á thì không biết, nhưng mà sắm quạt là phải sắm á. Đúng rồi. Không có mà tự nhiên hồi nãy nha, tự nhiên anh nhìn cái hình ảnh á là em ngồi trước cái quạt này nè. Tự nhiên anh nhớ tới mẹ của anh, em biết sao? Những cái thời tiết mà khó chịu á, ngột ngạt á, nhiều khi á em biết sao? Ảnh hưởng tới sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý của mẹ nha. Cũng là thật ra cái này cũng thông cảm, nhiều khi mẹ anh thì chuyên là nội trợ đi, mà nhiều khi về á, nhiều khi anh bất cẩn anh để đồ chỗ này kia một chút, chỗ kia một chút, là mẹ quạo mẹ la. Mà bình thường đúng trời rồi, mát thì không la, mà nắng nha là la liền đó. Đúng thì rồi, mình nói thật ra mà nói là yếu tố nắng nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm lý nhiều lắm quý vị ơi. Nhưng mà hỏi thì quý vị như nào, bây giờ nhà ai có máy lạnh đang nóng, giờ bật cái máy lạnh, 5 phút sau mới hạ quả được, em thấy đúng không? Phải đợi đó, phải đợi đúng. Mà lúc đó mình cũng bực quá làm gì, trong khi có cái quạt này đang nóng phải không, để ngay cái quạt này trước mặt mình cứ hùi vô là đảm bảo mình mát. Thật ra chúng tôi biết rằng là với cái sản phẩm ngày hôm nay đó, nó quá quen thuộc rồi. Nếu mà hướng dẫn cho quý vị cách sử dụng thì nó quá bình thường rồi, không có cái gì hết trơn á. Thì chúng tôi sẽ nói những cái câu chuyện để cho quý vị thấy rằng là thật ra là với một cái sản phẩm mà nó đi cùng với mình theo năm tháng như thế này mà mình không để ý,
hay là thậm chí là nhiều nhà cứ để cái quạt nó quá cũ không chịu thay mà. Mà nhiều khi em thấy là nó sợ lắm anh, tại vì có những cái nhiều khi em thấy là quạt treo ở trên không nói nha, mà quạt đứng vậy nè quý vị, mà nó không có cái lồng quạt ở phía bên ngoài như thế này đâu quý vị cũng nha. Cũng xài nữa em, cũng để xài rồi luôn. Bên cạnh đó là cái cánh quạt á, là có khi là để xài lâu cái nó bị gãy, nó bị mẻ rồi vẫn để luôn quý vị, mà đấy, nó bén lắm nha. Rồi cái lõi đồng ở phía bên trong nó cũng bị đưa ra ngoài. Thay vì quý vị để cái quạt mà nó không có an toàn như vậy thì ở đây quý vị nhìn xem nè, mình có gì quý vị? Mình có là quạt của Dustin. Từ cái thiết kế nan quạt ở bên ngoài á, anh Hồ quý vị nhìn kỹ đi. Đó, thiết kế của nó quý vị nha, nó rất là tinh tế luôn. Mà quý vị quan sát thấy không, là nó rất là đẹp. Đồng thời á, là nó có được cái thiết kế từ là nan ngang rồi nan dọc rồi đó, nó xoay cùng với nhau. Rồi ở bên trong cánh quạt là có 5 cánh nha, và đường kính là 40cm. Cho nên nó là khi mình điều chỉnh với cái lưu lượng gió theo cái tốc độ là 1 là nhẹ nhất, đến 2 là trung bình và 3 là mạnh nhất, thì cái hơi mát đó quý vị, nó sẽ đi xa hơn và nó khắp cả căn phòng của mình luôn. Mà nó an toàn như vậy nè, nó thẩm mỹ như vậy nè, chứ không phải là như nhiều nhà mà em thấy là chắc là quen á mà nghĩ là thôi quạt mà sao cũng được, cứ để mát là được rồi. Đúng theo rồi. Quý vị á, mình có nên tiếp tục như vậy không? Trời ơi, nói thiệt chứ quý vị, nhà ai mà đang gặp tình trạng như trên nói thì thay giùm hồ đi, thay giùm hồ đi quý vị. Và quý vị nhìn một lần nữa nha, có cái ý này quên, từ đầu chương trình tới giờ Hồ quên nói với Hồ quý vị là khi mà quý vị nhìn cái quạt này đó, quý vị sẽ thấy rằng á, có nhiều cái quạt ở ngoài thị trường hiện tại đó quý vị, nó chỉ có là 4 cánh thôi, còn ở đây nè quý vị nhìn giùm hồ đi, tới 5 cánh lận. Đó, quý vị thấy không ạ? Và 5 cánh này nó sơn cái màu rất đẹp. Hồ nói là có ai giống Hồ không thích cái màu xanh biển. Đó, cái màu xanh biển nhìn nó rất là nhã nhặn. Chứ còn nhiều cái cánh quạt mình đực muốn chết, mà mình nhìn thấy cái cánh màu cam, màu đỏ rực luôn là mình còn thấy nhiều khi mình nóng hơn nữa quý vị. Ở đây nó rất là trang nhã nha, cái này là chủ quan của Hồ thôi. Rất trang nhã, rất đẹp, mà cái mức giá thì hôm nay phải nói là cực kỳ ưu đãi dành cho quý vị luôn. Cho dù quý vị mua một cái hoặc là quý vị mua một combo là một cái hai thì cái này là tùy quý vị thôi, nhưng mà Hồ nói hôm nay rất nhiều ưu đãi nha. Còn bây giờ trong lúc mà Hồ đang nói chuyện thì có một cô gái rất đẹp quý vị ơi, đi lên giường ngủ. Đó. Mà thật sự với anh Hồ là bây giờ nha, đây mình có nệm thì mát mát, ấm ấm, rồi mình có cái hơi gió rồi nó hiu hiu, nó dễ chịu, mà nó không có phải là nó thổi trực tiếp và nó làm cho mình cảm thấy khó chịu quý vị nha. Thì bây giờ quý vị thấy không, quý vị hình dung đi, chúng ta có một cái không gian nghỉ ngơi như thế này, thay vì nóng nực mình ngủ không có được đâu, trằn trọc cả một đêm là ngày hôm sau mình thức dậy rất là mệt, thì bây giờ quý vị có gì? Quý vị sẽ có một không gian nó an toàn hơn. Một cái tấm mùng như thế này nha quý vị, những cái lớp vải tuyên lưới như thế này, nhưng mà quý vị yên tâm, quạt Dustin với 5 cánh và cái lưu lượng gió đó quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta thoảng được ở bên trong luôn, và nó mát cả khuôn không gian này của mình. Cho nên em thấy là nhà nào mà có trẻ nhỏ hay người lớn tuổi đó anh Hồ, thì mình rất là nên sắm, một là quạt đứng hay là quạt mình để trên cao đều được, để đêm chúng ta ngủ cho nó thoải mái đi. Với lại là chúng tôi phải làm lại cái thí nghiệm này. Tại vì Hồ thấy cái thí nghiệm này nó thể hiện rất là rõ nét cái việc là cái tốc độ của cái quạt này nó có mạnh hay không. Có nghĩa rằng là sao, ví dụ như cái không gian phòng của mình nó rộng quá, thì quý vị không biết rằng đó là từ đây tới cách một khoảng ví dụ như là 10 mét đổ lại đi thì nó có mát hay không. Thì bây giờ Hồ nha, Hồ chuẩn bị một cái đường ống, Hồ để là đá khói ở bên dưới rồi. Và khi mà Hồ mở cái quạt này lên thì quý vị sẽ nhìn coi là cái luồng khói nó phát ra đó là mạnh nhẹ như thế nào nha. Đây là Hồ sẽ thay đổi số từ từ nha. Đó, bây giờ Hồ sẽ mạnh hơn nữa nè. Khá xa rồi nha quý vị. Đó. Rồi. Đó. Số 2 quý vị nha. Đây. Đây. Quý vị thấy không? Đó. Thứ 3 nè, quý vị nhìn là số thứ 3 này nha. Đây. Nhanh nhất và lớn nhất luôn. Wow. Quý vị thấy không? Rồi nha. Đó, hiện vậy đi ha. Rồi bây giờ Hồ sẽ tắt nè. Đó. Đó. Wow. Trên ơi, em thấy ông khói tới em luôn rồi đó. Tới bên đây luôn. Qua đó thì cũng minh họa cho quý vị thấy rằng là giống như là cái hơi gió mà khi mà chúng ta có được quạt rất tình đó quý vị, thì năm cánh quạt này đó quý vị, nó sẽ quay đều, quay đều, quay đều, và với ba cái cấp độ khác nhau. Quý vị yên tâm nha, mình muốn hiu hiu mình có số 1, mình muốn mạnh hơn chút mình chỉnh sang số 2, rồi mình muốn là mạnh nhất đó quý vị và thổi xa hơn thì mình có là số 3 quý vị nha. Và xoay nè quý vị, xoay từ trái sang phải, từ phải sang trái, xoay liên tục luôn. Mà quý vị thấy không, Trinh đứng ở bên cạnh như thế này nè, đó, cái chiếc micro ngay ngực áo để cũng gần lắm luôn, nhưng mà thưa quý vị, nó không có hề gây cái tiếng ồn gì nhiều hết đó quý vị ạ. Cho nên nó không ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của mình nè, rồi giấc ngủ của nhà mình nữa. Những ai mà khó ngủ quý vị nhá, thay vì là cái quạt cũ nó kêu cọc cạch thì mình bỏ đi, mình có quạt mới nó êm ái hơn, nó thoải mái hơn mà tiết kiệm hơn cho nhà mình nha quý vị. Đúng rồi, tiết kiệm điện hơn nữa quý vị ơi. Quý vị yên tâm như thế này nè, đối với riêng những cái sản phẩm mà được cải tiến từ thương hiệu Dustin á, tức là thế hệ sau này chắc chắn là nó phải có nhiều cái cải tiến hơn thế hệ trước. Và cái cải tiến lớn nhất đó là cái tiết kiệm điện cho chúng ta. Tức là mình sử dụng cho dù quý vị có mở 24/24 đi nữa thì một ngày quý vị chi trả cũng không có bao nhiêu tiền điện hết. Mà hôm nay cái lý do làm sao mà quý vị mua hàng nè, thật ra đối với thương hiệu Dustin này, Hồ tin chắc rằng
quý vị đi ra những cái siêu thị điện máy lớn chắc chắn là sẽ có quý vị nhé. Tại thương hiệu Dustin này nổi tiếng lắm rồi, với cái lồng quạt á là quý vị nhìn nó rất đẹp, rất là chắc chắn. Với cái kiểu dáng thiết kế mới của thương hiệu Dustin ngày hôm nay thì mình dễ mua ở bên ngoài lắm quý vị. Và nếu như mà quý vị nhìn á, một cái quạt nó nhã nhặn như thế này, chắc chắn mình đi ra bên ngoài mình mua giá coi chừng cao hơn của VTV Hyundai ngày hôm nay quý vị nhé. Cái việc sử dụng thì nó dễ lắm quý vị, yên tâm, rất dễ, rất bình thường giống như những thế hệ cũ thôi, cũng sẽ có 3 nấc thôi. Nhưng tại sao quý vị cần phải mua trong khung giờ này? Là tại vì hôm nay chúng tôi gửi cho quý vị á, là một cái ưu đãi rất là lớn. Dù cho quý vị là mua một cái quạt hoặc là mua là hai cái quạt cùng một lúc, hôm nay nha quý vị, chúng tôi bán cho quý vị nè là một cái quạt đứng nha. Rồi. Và một cái quạt treo tường treo nha tường. Thì quý vị lựa chọn cái quạt nào cũng được. Nhưng nếu như quý vị lựa chọn là một cái quạt thì cái mức giá là 399.000 đồng và chúng tôi sẽ bảo hành là 12 tháng cho quý vị. Và nếu như mà chúng ta có combo là hai quạt luôn thì mức giá chỉ là 739.000 đồng, cũng được giao hàng miễn phí tại nhà quý vị nha. Và mình có gì? Mình có ngày hè mát dịu với quạt Dustin luôn, có 5 cánh quạt đường kính là 40cm, có lưu lượng gió lớn và dễ dàng thay đổi tùy theo 3 tốc độ gió mà quý vị chọn. Cho nên có quạt Dustin, dù là quạt đứng nha quý vị hay là quạt treo tường, không chỉ là yếu tố thẩm mỹ cao đâu quý vị ơi, mà lại còn giúp cho mình dễ dàng sử dụng luôn. Đúng rồi, màu sắc thì hiện đại sang trọng quý vị nhé. Và nếu như mà nhà nào có bé đó thì Hồ tin rằng là cái quạt này sẽ giúp cho các bé là ngủ ngon hơn nè. Và nếu như nhà ai ở dưới quê đó cứ võng đưa kẹo kẹt cái cây quạt kế bên, nó cũng thoải mái lắm quý vị. Mà nhà mát thì Hồ nói thiệt với quý vị là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề là tâm lý chung của tất cả các thành viên trong gia đình của mình. Và nếu như mà tâm lý của tất cả các thành viên đều thoải mái thì quý vị có công nhận với Hồ là gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn chứ. Chỉ một cái hành động tinh tế là quý vị đặt những cái quạt này, quý vị để vào những cái không gian nào trong nhà của mình mà quý vị cảm thấy rằng là nó cần thiết để làm mát, thì quý vị thấy rằng là gia đình của mình sẽ có một cái cuộc sống thoải mái hơn chứ, nó dễ chịu hơn chứ. Và đặc biệt là chăm sóc giấc ngủ hàng ngày cho tất cả các thành viên nha. Đúng rồi ạ. Và từ đó thì mình thấy rằng là một cái việc mình ngủ ngon nè, nó cũng rất là quan trọng luôn. Mà tại sao chúng ta không đầu tư những cái sản phẩm nó vừa quen thuộc, nó vừa gần gũi như bây giờ là mình đầu tư mới cho quý vị, với một cái mức giá hợp lý nữa, để cho trẻ nhỏ nhà mình á học bài thoải mái hơn, rồi ngủ ngon hơn. Rồi những người lớn tuổi của nhà mình đó quý vị, nhiều khi là chúng ta ra ngoài dẫn ngoài sân vườn nè, rồi hay là mình là nằm nghỉ ngơi giữa trưa quý vị ha, rồi các chị em phụ nữ ở trong bếp nữa, hoặc là những đấng mày râu khi mà làm việc tại nhà, nói chung là mọi sinh hoạt ở trong nhà của mình quý vị ạ. Quạt thì quá quen thuộc rồi, ngày hôm nay mình có quạt Dustin quý vị nha, với thiết kế mới cùng với lưu lượng gió mạnh là 77,5 mét khối cho một phút, từ đó nhanh chóng làm mát khắp phòng mà không cần chờ đợi. Tức là quý vị có thể hình dung á là với cái lưu lượng này, với cái công suất này, nó sẽ giúp cho một cái phòng mà tương đối rộng của nhà chúng ta đó vẫn có thể mát đều được. Và khi mà mình kết hợp về cái thông tin thêm á, chúng tôi muốn chia sẻ đó là động cơ lõi đồng này nên sử dụng rất là bền quý vị nha, rất là bền bỉ theo thời gian. Và cái hoạt động của cái quạt này nó rất là êm ái, tức là nó không có quá ồn để cho mình cảm thấy là mình bực bội vì cái tiếng quạt nó gây ra. Lồng quạt thì chắc chắn nha, nan quạt thì quý vị nhìn đi, nó được đan rất là khít với nhau nên là nó sẽ rất là an toàn trong cái quá trình mà mình sử dụng. Đây bây giờ nha, những cái hình ảnh mà nóng nực bực bội nha, dẹp qua một bên đi quý vị. Chỉ cần đầu tư có vài trăm ngàn có ngay một cái không gian thoải mái mát mẻ cho gia đình của mình. Lưu lượng gió nó mát đến
nổi mà em ngồi không thấy nó lạnh luôn. Lạnh luôn là hai cái cánh tay của mình mà chưa kể đó quý vị, là tóc nó bay tứ tung, nó bị phối lên luôn đó quý vị. Nên là bây giờ là xin chỉnh cái chế độ từ quay sang chế độ đứng yên cố định sang cái hướng gió khác quý vị nhé. Nhưng mà nó vẫn có được cái hơi mát đó quý vị, trong cái phòng mà khá là lớn tại phim trường của VTV Vinahome Shopping luôn quý vị à. Bởi vì những gì mà chúng tôi đang trải nghiệm ở đây cũng là những điều mà chúng tôi mong muốn quý vị có được trong không gian sống của nhà mình. Nó mát mẻ, nó dễ chịu, thì phải là khi mình từ ở ngoài đường quý vị mà nắng nóng quá, mình trở về nhà của mình cũng cảm thấy là mình đỡ mệt, đỡ căng thẳng hơn không ạ? Rồi sau đó mình bắt tay vào nhiều cái công việc khác, rồi mình nghỉ ngơi, rồi mình làm việc, thay vì là chúng ta là cấu gắt khó chịu với người thân của mình. Nhưng mà mình thấy nha, bây giờ nha, cả Việt Nam mình mà nói chung là thế giới nói chung em, là bây giờ cái tình hình chung là gì? Nóng đang rất là tăng và tăng theo thời gian em à. Tức là năm nay nha, em thấy đã nóng rồi nha, anh chắc chắn năm sau còn nóng hơn nữa đó. Mà bây giờ tất cả các tỉnh thành của Việt Nam mình là đều phải đối phó với cái việc gì? Nắng nóng khó chịu, nó còn gây ra những cái căn bệnh nữa quý vị nha. Do cái gì? Do cái tâm tính bực bội nè. Rồi chưa kể hồi nãy có một cái căn bệnh mà mình nói là nóng nực quá thì sao? Nhiều khi nóng nực quá, trẻ nhỏ thì nổi sẩy. Chị em phụ nữ thì nhiều khi cũng bực bội trong người. Rồi người lớn tuổi, đặc biệt là những người già đó nha, khó chịu chứ. Anh ơi, anh nói cái này em nhớ một đối tượng đặc biệt lắm mà mình quên mất nãy giờ. Các chị em phụ nữ mang thai anh có biết không, là các chị em phụ nữ mà mang thai là cái thân nhiệt nó cao hơn người bình thường rồi. Cho nên là những bà bầu là dễ ra mồ hôi lắm. Là rất là dễ nóng nực và nhạy cảm nữa. Cho nên là các anh ơi, các chị ơi, nếu mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nhạy cảm này, để giúp cho sức khỏe của mình đó là được giữ gìn tốt hơn nè, để bảo vệ cho tâm lý của mình cũng được thoải mái hơn nữa, thì Trinh nghĩ rằng nếu như mình đã thấy những chiếc quạt nhà mình nó đã quen rồi, nếu như mình nhìn lại nha, cũ rồi, dùng lâu rồi, thứ nhất tính thẩm mỹ không còn, hai là nó bị kêu á quý vị, nó bị khô bên trong á, lõi đồng á quý vị, mà nó nghe cọc cạch hoặc nó hay bị đít lên á, thì thôi mình đổi đi ha. Như là mình đổi một cái số tiền nó quá cao á thì mình sẽ cân nhắc. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị thấy không, một cái quạt đứng nó có cái phần thân trụ chắc chắn như vậy đó, mà nó còn nhẹ nữa, tức là mình để phòng khách sao không thích thì mang vô phòng ngủ, rồi mang vô phòng bếp, phòng ăn. Nó chỉ có 399.000 đồng cho một cây quạt đứng thôi. Nếu như mà mình mua cả combo quạt đứng và quạt treo á anh Hồ, thì em thấy là nó còn tiết kiệm còn ưu đãi hơn nữa. Tức là sao, cái mức giá lúc đó chỉ còn có 739.000 đồng mà thôi. Mà chúng tôi cũng bảo hành cho quý vị là 12 tháng, nhưng mà quan trọng hết là chúng tôi giao hàng miễn phí ở khắp 63 tỉnh thành cho quý vị. Thì quý vị lại nói tới cái vấn đề giao hàng tí xíu. Tức là bình thường á, khi mà người ta giao hàng, người ta sẽ tính trọng lượng đến gần người ta giao. Thì bây giờ hai cái quạt nè mà để vô cùng một cái kiện hàng lớn, quý vị hình như là nó nặng chứ. Bình thường quý vị đi ra bên ngoài, quý vị mua, nhiều khi mình thích mua đó, mình khiêng về còn không khiêng được nữa, để lên xe chạy nó còng kềnh. Thì thôi bây giờ để chúng tôi làm cái chuyện đó đi. Chúng tôi giao hàng cho quý vị đi, chỉ có 739.000 đồng, phòng khách một cái, phòng ngủ một cái. Tại sao quý vị không đầu tư, đúng không ạ? Chính xác. Và ngoài ra em thấy cũng có cái điều hay vậy nè, là mình cũng nên mua về làm quà tặng cho những người thân của mình. Khi ông bà cha mẹ của mình là tiếc những cái khoản tiền mà không có đầu tư quý vị nha. Nên quý vị hãy nhanh chóng lên quý vị nha, thời gian cũng đã dần trôi qua rồi. Chúc quý vị nha, mùa hè này nhà mình sẽ mát và rất dễ chịu luôn. Với ưu đãi ngày hôm nay của Dustin và Toyota Hyundai. Đừng quên đặt hàng cùng với chúng tôi ngay giờ quý vị nha. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị, và đừng quên hãy tiếp tục đồng hành và mua sắm cùng VTV Hyundai thành Shopping.